Sáng nay tại thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam, Ban Liên lạc Truyền thống Cựu Chiến binh Tiểu đoàn 3 Mặt trận 44 Quảng Đà phối hợp với địa phương tổ chức khánh thành nhà bia tưởng niệm liệt sĩ và bia chiến tích trận đánh 21 ngày đêm của Tiểu đoàn 3 Mặt trận 44 Quảng Đà. Dự buổi lễ có Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Chí Cường cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, các cựu chiến binh, thân nhân, các liệt sĩ Tiểu đoàn 3 và đông đảo người dân, đoàn viên thanh niên địa phương. Tiền thân Tiểu đoàn 3 Mặt trận 44 Quảng Đà là Tiểu đoàn 7, 706 Đồng Mít thuộc Trung đoàn 64, Sư đoàn 320A. Nhằm tăng cường quân chủ lực cho chiến trường Quảng Đà, thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu 5, ngày 10 tháng 11 năm 1967, Tiểu đoàn 7 được tách ra từ Trung đoàn 64, trực thuộc Mặt trận 44 Quảng Đà, lấy phiên hiệu là Tiểu đoàn 3, ban đầu với 255 cán bộ chiến sĩ. Trong 10 năm đứng chân và chiến đấu trên chiến trường Quảng Đà khốc liệt 1967-1977, được cấp trên tin tưởng, nhân dân Quảng Đà quý mến, đùm bọc, che chở, Tiểu đoàn 3 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, tổ chức đánh hàng trăm trận độc lập và phối hợp, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 5.300 tên địch, lập nên những chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần vào thắng lợi chung cuộc kháng chiến chống Mỹ. Tiểu đoàn 3 được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý, đặc biệt được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Nhà bia tưởng niệm liệt sĩ Tiểu đoàn 3 Mặt trận 44 Quảng Đà tại xã Điện Thọ và bia chiến tích trận đánh 21 ngày đêm của Tiểu đoàn 3 tại xã Điện Hòa được triển khai xây dựng với tổng kinh phí vận động hơn 3 tỷ 800 triệu đồng. Công trình là nơi ghi nhớ, tri ân sự hy sinh to lớn của các anh hùng liệt sĩ đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc thống nhất đất nước, đồng thời là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng cho các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ.